Chị quên đưa. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là cây đào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ là từ quả đào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là đào tiên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Nghĩa là hôm nay em chuẩn bị hết tiền rồi. Giờ chỉ có chờ mọi người ơi, cái anh là anh hôm nay sẵn sàng. Đây đang chờ tiếp tiếp đây. Đúng rồi, cứ việc đi chơi đi. Mọi người ơi, bây giờ mình sổ bỏ đỏ nha. Mình sổ bỏ đỏ nha mọi người. Có lùi bao nhiêu người nhỉ? Mọi người ơi, mình sổ bỏ đỏ nha. 200 hay 300. Thế mà kêu là có người bao. Ôi, đau thương cái thằng quả khốn nạn đấy, thằng quái vật đấy. Về hai thằng khi do nhắn xin lỗi. Thôi đừng xin, tốt nhất để tự gió nó mặn, nó bình yên, ta còn thích hơn. Càng nhắc ta càng ngứa mắt. Ta còn... Quay rồi là... Không, hôm qua không đến với ý định xin lỗi rồi, em bạn ạ. Anh xin lỗi đi, nó đào hàng vào. Nó không mấy được thì em soạn được một bài văn. Anh phải thuộc thì anh thì thuộc em cũng cạnh không đừng có ai đây chị thuộc dạng để lâu tự in, mà đã in rồi thì chị ghép có xin bằng mấy thì vẫn thế. Chẳng qua đây là ở chỗ làm của chị, thế bạn chị từ mặt từ lớp 10 đến giờ đừng có mơ mà tao còn quay sang tao ghép nữa. Con gái ấy không phải con trai đâu, con trai chưa bị bao giờ đâu. Tao chỉ tức cái kiểu đi vào mép của tao là cái trò vớ va vẩn. Mọi người ơi, màu tím của mình này, màu tím của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu tím của mình. Về hôm qua nhắn một dáng xin lỗi gì gì đó, chị có đọc hết đâu. Chị chỉ thấy cái từ xin lỗi thôi. Nhắn đêm ta đi ngủ rồi. Chàng dậy cảm thấy. Em á, chưa ngủ biết là bóng đèn hay là thêm ấy. Đang ngủ 5 phút, người cứng đơ, mắt vẫn mở. Sao cứ quay không cửa quay được. Ừ, bóng đẻ đấy. Ui. Chị biết thế nào không? Em vẫn ý thức được nhé. Em niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một lúc em nhìn của em tự em vùng dậy. Vùng không được, vùng 2-3 lần không được. Vùng lần cuối cùng. Nhớ là chị lên thì em tạm mà em 2 cái. Chị cũng bị một lần mà chị... À chị bị 2 lần ngày trước chị. Em học bị... tối lắm, em bị tối. Nhưng mà thích mẹ hôm nay bị yêu buổi trưa. Chị bị chưa vừa mới chặt mắt này nha, chưa được 5 phút đã bị hồ nổ sọ bay trưởng. Nó kiểu như nó đau, nó kiểu nó... Mọi người ở đây nha. Đi cứ gặp tình tình. Bốn màu của mình nha, bốn màu của mình đây mọi người. Mọi người ở đây bốn màu của mình nhá. Bây giờ mình sẽ xỏ màu xanh nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu xanh nha, xỏ màu xanh nha mọi người. Chị bị đúng 2 lần. Đấy là đợt lớp 9 học on ở nhà ấy, dịch đấy, học ở nhà. Mà tháng này em bị sao đi đường cứ lất cả lất cất. Tháng này em bị sao? Ôi chị bảo hôm trước mà mẹ cái hôm mà chị mẹ bảo là mẹ thấy chị yêu không thấy chị phóng xe qua mẹ. Hôm nào chị không phóng xe qua đâu. Đó, đi một mình đúng không? Ừ. Ôi ta tưởng mày like bạn cho nên ta thấy giống giống nhưng mà ta không nhận đâu. Cô không biết là chuyện đâu, chị thấy chuyện đó thì tướng người nó không nhìn rõ, nhưng thế nói chung là cũng chỉ hỏi xem là có phải không thôi. Chị không cũng không nghĩ là chị thấy giống giống mày rồi nhưng mà chị không nhớ hiện xe số mày là bao nhiêu. Với lại sao không sao chị còn sao giống thằng Thành thế. Chị rồi chị liếc sang chị nhìn mà, nhưng mà nhìn sao mình lạ thế. Không nhận nhiều khẩu trang. Ừ. Trong nắng kín người.
Mọi người ơi, mình xóa đến phần màu đỏ nha. Xóa màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, mình xóa màu đỏ nha. Ông đấy mặc áo cặp nâu nâu đúng không? Vâng. Mà ai cũng nắng mà. Thế thì không phải. Nhưng mà cặp nâu nâu đúng không? Cặp em màu đen xanh. Thế thì không phải. Thì nhận đứa nào ấy? Tướng thì em dễ nhận mà. Thế biết, đấy không phải mày, thế thì không phải mày. Cũng xe trắng. Nhưng mà xe hình như xe không có gương. Vậy phải xe không có gương, em mà bỏ gương này bố em chặt tay. Bố em không cho chơi, nói chung là không nhớ đâu, nghiêm lắm. Chị nghe, mẹ đi thăm răng nha. Bố em ở quần em. Thế làm sao mà cứ quan hệ đây, không đi sửa thành gì. Em bảo thôi, cứ để đấy. Biết đâu ngày mai để mua mẹ mới ra bố em. Ở đấy mà mua mẹ mới, dùng hỏng thì mua. Nghe bố đấy sao nghe, chả nói gì luôn. Tại vì em rất là tương lai là tương lai, chứ bố biết thế nào được. Nghe cô ấy xong chào nói gì. Mình kết vòng nha mọi người. Mọi người ơi, mình kết vòng nha. Mình kết vòng nha mọi người. Không được đua. Chẳng lẽ ra em gọt. Không làm à? Làm gì cơ? Làm giày người. Mày còn được 2 triệu rồi, chị chưa được à? 2 triệu cái giày để em được tiêu đâu. Mày được 2 triệu rồi. Đây rồi, đây rồi, dép lên. Chị còn phải phấn đấu. Chị có được 1,7 triệu thôi. Từ giờ hôm nào chị cũng phải làm 7 đến 8 tiếng. 10 tiếng cũng được. Thì cuối tháng chị còn được 3 triệu. Mọi người, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bây giờ đến 10 giờ xong. À, đến 10 rưỡi thì hôm nay chị sẽ được 8 tiếng rưỡi. Cố lên, sắp cuối tháng rồi, phải lấy lương cao. Tương lai. Còn 2 lần lấy lương nữa là Tết rồi. Không tính. Biết. Không tính của tháng này. 2 lần lấy lương nữa. Bố bố em bảo là biết nhà hàng không, bạn cũng có cái đấy cho mình luôn. Xong chị quên không đưa. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là cây đào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ là từ quả đào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là đào tiên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Đào tiên mà hôm nay em chuẩn bị hết tiền rồi. Giờ chỉ có chờ mọi người ơi cái anh là anh lúc này sẵn sàng đi ơi. Đây đang chờ cái tiếp đây. Đúng rồi, cứ việc đi chơi đi. Mọi người ơi, bây giờ mình sổ màu đỏ nha. Mình sổ màu đỏ nha mọi người. Có lô em bao nhiêu người nhỉ? Mọi người ơi, mình sổ màu đỏ nha. 200 hay là 300 đi. Thế mà kêu là con người beo. Ôi tao không chơi cái thằng quạ khốn nạn đấy, thằng quái vật đấy. Về hai thằng thi nhau nhắn xin lỗi. Thôi đừng xin, tốt nhất để tự gió nó lặn, nó bình yên, ta còn thích hơn. Càng nhắc ta càng ngứa mắt. Ta có gì? Qua anh bảo là thôi hôm qua hôm nay cũng ý định xin lỗi rồi, nhưng mà anh xin lỗi đi